Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Nhật Bãi ha. Rồi, em lên cho anh em một cái con Honda nè anh em. Con Honda 4 ngựa nha. OHC. Con này bơm họng Fuxin nha anh em. Họng hút xả là 50 ha. Bơm Fuxin nó in da băng nè. Con này rửa mới nè. Rửa mới nè. À, bô còn trắng nè. À, bô rửa còn im trắng nè. Đó, xe lanh là 135 cm gì nè. Đó. Khung bọng còn đẹp anh em. Rồi, con này bán cho anh em là 2 triệu ha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. 2 triệu nha. Dính bụi quá. Bao hơi lửa anh em. Đó. Đó, hơi khổ ha. Rồi, con dưới còn là một con Mitsubishi nữa anh em. Đây, con dưới này Mitsubishi, con này RB 180. Bị đứt dây giật ha, nhưng mà sẽ kiểm tra bao hơi lửa cho anh em, gắn lại cho anh em một cái cọng dây giật nha. Đó, khóa xăng rồi còn đầy đủ nè, bình xăng nhựa thì đây này là bình xăng nhựa nha. Đó, OHV, con này bán cho anh em 3,2 triệu nha. 6 ngựa 3 ha, 3,2 triệu, bao hơi lửa cho anh em là 3,2 triệu nha. Đó, máy đẹp nha. Họng hút xả là con này cây như ta 80 ha. 80 nha anh em. 80, máy đẹp, keng xà beng, con này 3,2 triệu, không bao phí vận chuyển nha. Anh em cọc nha, khung đồ còn mới keng nha. Rồi anh em mua thì liên hệ em. Và số điện thoại có ghi dưới phần tiêu rồi. Rồi tiếp bên đây nữa nè. Con Honda nha. RB 160. Con này bán cho anh em 2 triệu vậy cho anh em mình dựng đồ lại, thiếu cái ly xăng và cái nắp OE. Cái này có mấy chục nghìn à. Cái ly xăng thì anh em mình gắn vô dễ mà. Đó, con này thì 4 ngựa. 60. 60 là 5 ngựa chứ, 5 ngựa 50 rưỡi nha anh em. Con này bình xăng đẹp. Đó. Đây, bơm họng Fuxin họng xả là 40. Rồi con này 2 triệu cho anh em mình về gắn đồ thêm ha. Đấy, đây là có con 08 nha anh em. Bao hơi lửa cho anh em 1,9 triệu nha. Rồi, chín máy đẹp. Động 25. Rồi bên đây có con cứu quả nè. Cứu quả này nè. Hơi cần nét hơi dạch. Đó, cứu quả. Tiếp tục còn một con đây nữa nè, Mitsubishi nè. Mitsubishi GT 400. Con này thì 4 ngựa.